Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu với một mẫu xe đạp touring đi phố đến từ thương hiệu Gian, model là Fastrad SL1, một dòng xe đạp touring cao cấp của một cái thương hiệu gần như là nổi tiếng trên toàn thị trường Việt Nam. Ai cũng có thể biết cái thương hiệu Gian này, một thương hiệu mà rất là lành, đi rất là lành và rất là cao cấp. Sử dụng bộ nhôm là Alux SL1, cái dòng nhôm siêu nhẹ và là cái loại nhôm độc quyền của Gian, giúp thương hiệu này nó đạt cái thành tích là thương hiệu sản xuất khung nhôm xe đạp lớn nhất, tốt nhất thế giới bây giờ. Và xe thì được toàn bộ là tông màu đen nhám và dập logo kiểu phay xước. Đây, logo phay xước này, các bác đi ra lắng nhé. Thì ra lắng cái logo này nó nổi lên cực kỳ đẹp. Đây, hôm nay cái giày chỗ em nó hơi âm u. Đây, rất là đẹp, thương hiệu Gian, model Fastrad. Dòng xe đạp cao cấp. Dòng model này là model cao cấp của dòng Gian các bác nhé. Fastrad đây. Đấy, khung sườn rất là đẹp. Chiếc xe nhẹ nhàng để cho các bác đi phố mà đảm bảo được những cái nhu cầu như là cấu hình tốt này. Rồi ngoại hình đẹp này. Còn bộ chuyển động là được trang bị là full Shimano Tiagra. Đấy, từ trước sau này Tiagra 10 lít 2 đĩa. Đấy, tay bấm cũng là tay bấm Tiagra này. Đấy, 10 lít 2 đĩa, rất là cao cấp. Đấy, dòng Fastrad này nó sẽ sử dụng đồ của xe đua các bác nhé. SL2 là dùng Soja, SL1 là Tiagra. Nó là cao cấp nhất của dòng này rồi. Nguyên zin hết, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên zin hết. 100%. Bánh là 700C này. Bánh nguyên zin của da này, lốp cũng nguyên zin này. Quả lốp là 700 x 23C, rất là to này. In zin rất là đẹp. Ghi đông, tay lắc, tay bấm xả tia ra và phanh dầu, cụm phanh dầu là cụm Techo. Mayer cũng là trang bị là Mayer nguyên zin luôn nhé. Mayer chính hãng của Gian luôn. Những cái dòng chính hãng này thì hầu như là không có bi vòng. Đấy, chỉ có những cái hãng Mayer của Đài Loan Trung Quốc thì cũng mới có bi vòng thôi. Còn là Đài Loan Trung Quốc sản xuất thì mới có bi vòng. Đấy, còn là chính hãng này thì hầu như là làm bằng là bi côn hết, nhưng mà cái bi côn ấy, bi côn của Gian hay là Shimano nó cực kỳ là bền. Và đây rất là bon, không thua kém gì lại bi vòng luôn. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 47 cm, 48 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì là size, có size là size L, à size M, size trung bình cho các bác từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Cực kỳ ngon. Dòng Tiagra phải là dòng cao cấp thì nó có tay bấm các bác nhé. Tay bấm Tiagra sử dụng rất là nhẹ nhàng. Các bác phải trải nghiệm thử để biết được cái độ nhẹ của nó. Rất là sướng.
Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá thì có là 16.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.